Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới Pháp Sư Luyện Rồng. Ở trong thế giới này thì mục tiêu chính của mình là trở thành một Pháp Sư hùng mạnh, sở hữu những phép thuật tối cao và đồng thời phải luyện ra những em rồng cực kỳ xịn sò ha. Tại vì cưỡi rồng thì mình mới đi khám phá dễ dàng được. Và mới vào thì mình xuất hiện cạnh một cái tòa tháp luôn. Mà quên, giờ mình có cái gì đâu. Giờ mình có cái nịt vô trọng nó quýnh cho rớt cái nịt ân trọng bây giờ. Trước mắt thì mình phải cố gắng sinh tồn bình thường trước đó. Hãy chế tạo những cái dụng cụ cơ bản trước để chúng ta bắt đầu một ngày sinh tồn thôi. Trời ơi, đã vậy đây là siêu khó nữa. Lỡ ngớ là nó bán hành cho mình như chơi đấy. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ làm cho mình một cái cúp đá trước. Tại vì mình thấy ở đây nó có đá sẵn rồi nè. Mình nâng cấp lên đồ đá sớm sớm á. Và sau đó có được kiếm sắt. Ủa gì kiếm đá các thứ rồi mình vô trong cái tòa tháp đó. Mình khám phá thử. Kiếm ít đồ cái đã. Ngày đầu tiên chủ yếu là đi khám phá để kiếm đồ thôi. Rồi có được một ít đá rồi nè. Lấy hết luôn. Xong. Mình sẽ nâng lên một cây cấp đá trước. Đó. Và thêm một cái cây rìu nữa. Cây rìu này sẽ là dụng cụ cũng như là vũ khí chính của mình luôn á. Như vậy cho nó tiết kiệm. Tao quên mất. Mới vào thì mình sẽ có khá là nhiều thứ có thể nhận nè. Ở đây mình có thể nhận được táo các thứ nè. Rồi một thứ nữa không thể thiếu luôn. Đó là rương của kiểu như là tập sự ha. Mình là pháp sư luyện rồng nên mình sẽ nhận rương của pháp sư nè. Nhận liền. Một cái gác gạch selection. Cái gì đây? Tot Launcher là cái bắn đuốc nè. Wooden hút. À cái hút là cái bắn ra để mình trèo hay sao á. Mình lượm cái này đi để mình trèo leo các thứ nữa. Đồ ăn nè. Làm pháp sư luyện rồng cũng nhiều đặc quyền lắm. Mới vô nó cho mình cả đống đồ ăn luôn. Chắc sợ mình chưa làm pháp sư được là chết đói rồi. Nên cho mình đồ ăn để mình sống trước hay sao ấy. Thôi kệ, ai cho gì mình lượm á, mình cũng dễ tính mà. Rồi, giờ thì mình sẽ kiểm tra coi trong rương khởi đầu của pháp sư luyện rồng thì mình sẽ có một set đồ của pháp sư và không thể thiếu là cây gậy phép ha. Quá là đã luôn. Ui giời, mới vô là như phát sành Lita rồi. Có bộ đồ hơi bị đẹp luôn. Chỉ có điều là bộ đồ này thì nó không cộng cho mình nhiều giáp cho lắm á. Đồng thời thì nó còn cho mình một cây gậy phép. Đây là cây gậy tập sự nên nó đã có sẵn phép cho mình luôn rồi nè. Quá là đã ha. Đấy, bắn đồ nhưng mà nó sẽ rất là tốn mana của mình á. Nên mình cũng phải sử dụng cho nó hợp lý. Rồi, và test thử cây hút này coi. Ủa? Cái hút này bị làm sao rồi? Mình đã chỉnh nút cho nó rồi. Nhưng mà nó vẫn không có... không có chịu bắn ra á. Ôi cái hút này hàng dởm ơi. Thôi dục luôn. Rồi. Ồ. Mới vào cái tòa tháp này mình thấy hơi căng nha. Ê nó có lò nung. Cho mình xin. Ý. Nó có để quán sản ở trong luôn hả? À được á nha. 4 sắt. 4 vàng. Nung sẵn cho mình luôn nè. Được thật sự. Có lời rồi. Ở phía trên thì không có rương á. Rồi giờ thì chắc đi xuống dưới thôi đó. Đi xuống dưới thử. Wow, có quái hay sao? Mình nghe tiếng quái rồi. Không sao, mình pháp sư mà, sợ gì. Mình có phép đấy. Phép tục win. Enchanted. Giỡn mặt hả? Ui, con xương trong đây cầm kiếm đó mà. Mình... Ui. Có con cầm cả cung nữa. Ai yêu. Láo tét. Đỏ kiếm nè. Ui, quýnh đau vậy. Ui, thôi. Không được. Mới vô mà. Mình chưa có khiên. Mình mà solo với nó như vậy thì lỗ lắm. Không được. Một điều nhịn là chín điều lành. Nhịn hơn xíu đi. Giờ mình đang yếu nhất thầy ra. Mình mà chống á. Nó bắn mình là end series luôn á. Mới vô mà end series thì nhục lắm.
không được, không được, mình phải giữ cái đầu lạnh. Rồi, khám phá cái đó không được thì mình đi khám phá xung quanh đi. Ý, trời 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 trời, đằng kia có em rồng gì mà tím riệm vậy? Tím như củ khoai lang tím vậy. Trời đất ơi, đứng trên đồi cây kìa. Đó, trong đây có rất là nhiều rồng luôn á. Tha hồ cho mình tìm và luyện luôn á. Hợp lý nha. Rồi, chắc bây giờ thì mình nghĩ công việc đầu tiên của mình chắc là sẽ đi tìm một cái chỗ nào đó để đào khoáng sản á. Wow, ở đây cũng có ngôi làng nữa. Nhưng mà hình như làng bị bỏ hoang rồi. Kìa, có lòng quái vật luôn kìa. Nice, toàn rồi. Làng mạc gì mà bỏ hoang, đóng mạng nhện hết rồi. Có mấy cái lò nung thì mình lượm luôn. Tranh thủ, tranh thủ. Tiếc thế. Vậy là, đây còn cái lòng xuất hiện quái vật nè. Mới vô đã gặp ngôi làng bỏ hoang rồi chứ. Nhưng mà không sao. Bên đây mình phát hiện nó còn có một cái khu vực khá là giống một cái khu mỏ nè. Đó, hợp lý, có rương luôn. Chưa, để mình lấy khoáng sản trước. Lấy. Đó, 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 có kiếm đấy nè. Kiếm này là kiếm ngọc lục bảo. Ngon. Được, 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 có kiếm ngọc lục bảo luôn rồi. Sách, sách Vita E cấp độ 3. Lụm lâu. Khoáng sản nữa nè. Vào vào trên này khởi đầu như vậy là quá là thuận lợi luôn ý. Đồ đạc các thứ đều có đầy đủ rồi ha. Bên đây thì sao? Có thẻ tên với một cái totem. Giờ chắc mình chỉ cần than thôi nhờ. Để mình nung nốt cái số sắt mình tìm được ấy. Nãy giờ mình chưa có nung hết sắt ra. Đây, mình sẽ nung hết sắt ra luôn ha. Nung sắt ra cái coi. Ui, sao nung chậm đấy. Ủa? Đó, lò nung là phải nung như vậy nè. Nung siêu tốc như vậy mới được chứ. Đấy. Xong, sẵn tiện nung thịt luôn đây. Đó. Lò nung là phải nung như thế. Rồi, xong phên. Có được sắt thì mình sẽ làm cho mình một cây cúp sắt đầu tiên nha. Đây là dụng cụ để mình có thể sử dụng để đào được thêm kim cương á. Và một cái xô để mình có thể múc nước. Đó, đó là những thứ mà mình cần nhất ngay hiện tại nè. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi tìm nơi để làm một cái căn nhà thôi. Tại vì mới vào á, nó cho mình một cái túi tên là sách treo. Cái túi này hình như nó sẽ cất giữ mấy cái đồ liên quan về rồng nè. Và một cái căn nhà khởi đầu á, quá là tốt luôn. Nên bây giờ phải tìm một chỗ thích hợp để mình đặt căn nhà xuống trước đó. Bên đây không có chỗ nào phẳng phẳng hết nhờ. Cũng hơi khó nhờ. Ui, có heo nữa. Sao đây nhiều heo thế nhờ. Không thấy cù để mình lấy len làm giường mà toàn gặp heo thôi. Buồn ghê luôn. Không được rồi. Có cái nhà, có cái nhà. Đây rồi. Có nhà rồi. Bàn chế tạo. Ý, có chương. Hợp lý, hợp lý nha. Có giường cho mình ngủ luôn. Quá trời mầm cây luôn nè. Hợp lý thế nha. Thôi mình ngủ trước đi. Trước mắt là mình đánh giấc rồi, đã sáng thức dậy mình lượm luôn cái giường á. Tại mình chưa có giường á nên mình mượn tạm đi. Mới mốt mình có giường thì mình dùng tiếp cái này. Dễ gì mà bỏ được. Mình gặp mấy cái tinh linh phép thuật rồi. Đây là tinh linh phép thuật lửa. Ấy da. Tinh linh phép thuật lửa. Tinh linh phép thuật lửa nè. Ủa, mình dùng phép thuật thường á, mình đánh không có mất máu nổi luôn á. Tinh linh phép thuật lửa hả? Kìa, ở dưới có cái rương kìa. Mình sẽ giữ cái tinh linh phép thuật lửa spawn này để có gì mình còn farm nữa. Ui, khi mình đập thì nó sẽ rơi ra khá là nhiều đồ cho mình ha. Bom khói nè. Đó, trời, cái là ra smoke liền. Bom khói mà. Rồi còn gì nữa không?
Hết rồi, nó hết mấy đồ xịn rồi. Hình như nó còn cho mình thêm mấy cái băng gạc đồ thôi. Cũng tạm á. Ý, bên cạnh cái chỗ tinh linh phép thuật lửa thì còn có một cái tòa tháp của pháp sư nè. Được thiệt sự. Nếu mà hên là mình gặp được sư phụ á, những người bán đồ học phép thuật cho mình ấy, thường sẽ sống trên những tòa tháp phép thuật như vậy nè. Hy vọng đây là người tốt, hy vọng đây là người tốt. Phải sư phụ mình không? Đồ giống mình rồi nè. Ồ đúng rồi, đây là sư phụ. Hợp lý. Một quyển sách thường sẽ đổi được 5 cái pha lê phép thuật. À, đây là phép thuật liên quan tới sấm sét đồ ha. Có nên không ta? Ui nhưng mà cái bàn này xịn quá à. Mình có ý này. Thôi thì tuổi già sức yếu rồi, sư phụ cũng không có nên là giữ cái này, nguy hiểm lắm. Trộm cắp nó vô nó thấy một phát là mệt nữa. Nguy hiểm lắm, cực kỳ nguy hiểm luôn. Ủa gì đây? Ui da. Thôi bình tĩnh sư phụ. Trời, xài phép đẩy mình luôn cơ. Ui, gừng càng già càng cay nha. Mất tiêu luôn cái này. Goodbye, no see you again. Sư phụ tức giận lên tại vì mình lỡ đập cái nhà của sư phụ á. Ồ, nguy hiểm thiệt. Không sao. Ui, hình như định dí mình hay sao vậy? Ôi, đừng dí nha. Ừ, dí đường đó thì mình chạy đường khác, có đâu. Có đâu căng. Sao mà đỡ được. Nói gì chứ, cái tài hay mượn đồ của mình thì hơi bị đỉnh. Sao mà đỡ được. Rồi, vậy là mình đã có được cái Arcane Workband rồi. Cái này thì giúp mình có thể nạp lại lượng mana đã dùng bằng cách cho vào những cái mảnh pha lê phép thuật này nè. Mình chỉ cần đưa vào thôi thì nó sẽ hồi phục lại lượng mana của mình ha. Đây thử nè. Đó, nó đã lên lại rồi nè. Rất là tốt luôn. Ngoài ra thì còn dùng để mình nâng cấp thêm những cái phép xịn khác á. Rồi, đó là công dụng chính của cái bàn làm phép. Còn giờ thì mình phải tìm một cái nơi để mình đặt cái căn nhà của mình cái đó. Mình đi nãy giờ mình vẫn chưa ra khỏi cái cánh rừng phân sam này nữa nè. Cánh rừng này có vẻ khá là to luôn. Đang tìm nhà ở. Ủa, tìm để làm nhà ở mà gặp tòa tháp hoài vậy? Mà tính mình gặp tòa tháp bỏ là không được, bỏ là bị uổng. Dù thôi chứ chần chờ gì nữa. Mà mặt giáp này vô quýnh lộn thì nó không ra dáng một pháp sư cho lắm nha. Hay là giờ mình làm thêm cái giáp sắt ta? Ủa, có đường vô đâu rồi? Không có đường vô à? Không có đường thì mình sẽ tự tạo đường. Người thành công luôn có những cái lối đi riêng. Ui, tính ra sát thương của cái phép thuật của mình á khá là tốt á. Thông thường thì mình chỉ cần chưởng 3 cái thôi là chết một con zombie rồi. Thơm thiệt thật sự. Ê, nó rơi ra cái cuốn sách gì cơ? Oh, hai cuốn sách luôn. Zombie trong đây nó rơi ra sách đúng nhiều. Phép mới. Được. Ngày đầu tiên học được phép mới là quá là tuyệt vời luôn. Cho cái gậy nhìn vô cuốn sách mới nè. Mình sẽ cho vô vị trí thứ hai. Rồi, để coi phép mới sẽ là phép gì nha. Nope. Ây da. Cái dây. Ôi, mình dùng lần đầu có vẻ thất bại rồi. Nó tạo ra những cái dòng phong ấn ở bên ngoài kìa. Đây là những cái dòng sấm sét á. Đụng vô nó giật điện ghê lắm. Mình sẽ dùng lại thêm một lần nữa. Ui, dùng lần hai thì bị phát nổ. Thử lại. Cái công việc học phép nó hơi mất thời gian một xíu. Được đi. Ui, mình dùng một hồi nó thay đổi luôn cả thời tiết rồi. Cái này chắc mình phải dùng trên quái thôi. Mình dùng trên mặt đất có vẻ không ổn lắm. Nè.
mình dùng chính quái thì đã thành công rồi. Đó, mình giật điện. Giật điện nó liền. Sao mà đỡ được. Mà cái phép giật điện này nó hơi tốn mana của mình nha. Nên mình cũng phải cân nhắc một xíu. Cái phép đầu tiên chắc là cái phép khá là khỏe nè, nên mình sẽ dùng nó thường xuyên ha. Ui dạ dạ. Quái bắt đầu nó càng quét rồi. Tại vì trời cũng đang tối và còn trời mưa nữa, nên rất là dễ gặp quái xuất hiện. Né ra, né ra. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ồ, còn quái ở đây nè. Tiêu diệt nó. Tiêu diệt lại, tiêu diệt. Ừ, tấn công vô đi, đúng rồi. Tấn công vô đi. Ừ, đúng rồi. Anh em bọn chúng tương tàn rồi. Ui đây. Ok, cái gì thì không cần biết. Giờ lụm rương trước. Nó sẽ cho mình một chút đòn ha. Mình loot được nhiều sách quá. Chắc mình toàn là sách cấp độ xịn thôi. Một cái là cấp Apprentice, một cái là cấp Advanced á. Hai cái cuốn này mình nghĩ nó sẽ tốt á, nên mình sẽ giữ lại. Rồi, trước mắt là giữ phép đó. Quyển sách gì vậy? Ui, quyển sách gì mà ghê vậy? The Master gì đây? Ui, cuốn sách này ghê quá. Không biết công dụng bấm cơ cơ một hồi. Mệt lắm. Rồi, giờ thì cái này nó còn đường xuống không nhờ? Ủa? Ờ, cái này nó không có đường xuống luôn. Như vậy nó chỉ có đường lên thôi. Wow. Vậy thì chắc mình đành phải đi tiếp rồi. Hay. Hiện tại thì chỗ này mình thấy nó kiểu bị âm u ấy. Các bạn có thấy giống mình không? Nó hơi âm u nè. Mà sống ở chỗ âm u thì nó không có tốt đâu. Nên chắc phải đi tìm chỗ nào khác nó tốt hơn. Ê. Bên đây có căn nhà. Wow. Lại thêm một loài rồng bay ngang nữa kìa. Bây giờ mình gặp rồng bay ngang nhìn mắt thèm luôn á. Thôi kệ, thèm thì ăn đồ ăn cho đỡ thèm đi. Có đồ ăn rồi. Rồi vô. Cái chỗ này là công trình gì nhờ? Sao giống tháp canh của bọn cướp dân làng thế? Ừ, mình nghe tiếng cướp dân làng. Ui. Không sao, mình có phép thuật, mình có phép thuật. Không có gì phải sợ, không có gì phải sợ. Để mình lấy cái phép thứ hai cái đó. Phép này thì trưởng nó dễ trúng hơn nè. Này thì cướp dân làng. Ui, nó đông thế. Này thì cướp dân làng. Một con. Cướp dân làng. Ui, nó kéo mình lên cơ. Nó cũng có phép thuật, nó kéo mình lên. Dám kéo mình lên hả? Mình đứng dưới này, có ngon xuống dưới đây đi. Mình chích điện đó, mình có phép chích điện á, khá là lợi hại luôn. Rồi lên tấn công nào. Rồi xong, mình đã xử gọn hết bọn cướp dân làng rồi. Ghê thiệt chứ. Trên đây chỉ có than thôi. Trời ơi. Mà gì mình nó ghê thiệt đó chứ. Ồ. Còn có danh trại nữa kìa. Hình như danh trại của cái bọn quân đội lửa hay sao ấy. Ôi, cái danh trại này nhìn ghê nè. Được. Tấn công luôn. Kìa, nó xuất hiện rồi. Sao mà đỡ được, mình có phép thuật mà. Sao mà đỡ được. Này thì binh lính hả? Binh lính nè. Ô, còn có tâm pháp sư. Đây là tâm pháp sư lửa. Nice. Không ổn rồi. Ui, nó trâu lắm. Ui da. Ui, tâm pháp sư lửa này hơi trâu nha. Không ổn. Ui, không được rồi. Mình có vẻ khá là yếu so với tên pháp sư đó rồi. Pháp sư lửa nè. Mình dùng phép không xi nhê nó luôn á. Ôi, nó trâu à. Chạy thôi. Trời, còn tối nữa. Ui. Còn có thợ săn Illicher gì đây. Ê. Ôi, mình tưởng dân làng. Oh no. Nhìn thanh niên này giống dân làng thiệt. Nhưng mà không.
đây là thợ săn. Này thì thợ săn đó. Thợ săn hả? Chơi khô mana luôn. Ui, nó ăn đến hồi phục nữa cơ. Ôi chết rồi, mình bị dí tới nơi luôn rồi. Đi ngủ. Ngủ trước tính sao. Rồi ăn cho hồi phục nữa. Tại vì mình chỉ có một mạng duy nhất thôi. Mình không thể nào mà hy sinh ở đây được. Chặng đường phía trước của mình còn dài lắm. Chỉ có nhịn xíu đi, thanh niên này là pháp sư lửa nên rất là mạnh. Ui, trong đây quá trời đồ nè, mình sẽ tạm thời. Ừ hé, hay là mình dùng cái này làm nhà mình luôn nhờ. Hợp lý thiệt luôn á. Cơ hội luôn, mình cơ hội mình chiếm chỗ này làm nhà mình luôn. Giờ mình nghĩ chắc là lúc để mình mở cái túi này rồi. Tại vì cái túi này sẽ có xác xuất ra những cái quả trứng rồng xịn sò cho mình á. Tại vì đây là túi của pháp sư rồng mà. Thử nha. Dạ ăn trước này, lấy hình đây. Rồi mở luôn. Lại là trứng rồng mi. Hình như mình có rồng, có duyên với cái loại quả trứng rồng mi này nè. Ok, không sao. Có nha, có được nhau là cái duyên rồi. Giờ tạm thời mình sẽ cất ở nhà trước đó. Tại vì để ấp được cái trứng rồng mi á, thì mình cần phải có cái ấp trứng rồng á. Đây, cái máy ấp trứng rồng thì nó sẽ cần hắc diệm thạch. Mình thì chưa có đâu, nên giờ trứng rồng mình chỉ biết để nhà thôi. Rồi, lên đường. Công việc đầu tiên của ngày mới đó chính là đi tìm khoáng sản. Chỗ mình nó không đẹp lắm nhưng mà phải chấp nhận sống thôi chứ biết sao giờ, không có chê khen được. Rồi, và qua ngày mới mình sẽ khô máu với thanh niên này luôn. Ui da, thôi, xin lỗi. Trời ơi, bắn một cái một nửa cây máu rồi chơi gì nữa. Ui né nè. Ê, chết rồi, không được rồi. Đi qua đây thì gặp anh khổng lồ. Thôi, không đi qua hướng đó luôn, đi qua hướng khác luôn. Ngày đầu tiên. Ủa không, qua bước sang ngày thứ hai thì mình đã ăn hành hơn rồi. Mình vừa gặp tên pháp sư lửa mà còn vừa gặp anh khổng lồ nữa, sao mà chơi lại. Một mình không thể cần hai cái quái vật mạnh cùng một lúc đâu. Nên biện pháp tốt nhất của mình là bây giờ là sẽ chạy trốn á. Mà sao nước ở đây lạ quá à? Nước đây màu tím. Ôi, hình như vùng đất này bị ảnh hưởng bởi phép thuật hay sao rồi. Nè, nước tím rệm luôn. Ghê thiệt. Không thể tin được luôn. Ui sợ quá. Nhưng mà được cái ở đây nó có khá là nhiều mía ha. Mình sẽ lấy mía để mai mốt mình làm chỗ cường hóa các thứ. Rồi, đi thôi. Ở đây có hang không? Có hang thì tốt. Ui dạ. Hình như đây không có hang luôn. Căng rồi, tính ra cái chỗ này hơi bị xấu luôn á. Mà nó gần nhà mình nữa. Ở đây, có một cái hang rồi. Hợp lý. Để mình gán tìm kim cương chứ không gì hết á. Mình tìm kim cương được thì mình sẽ làm cúp kim cương rồi chúng ta sẽ lấy thật là nhiều hắc diệm thạch mang về làm máy ấp trứng rồng á. Tại vì dù sao mình cũng đã làm pháp sư rồi mà chưa có rồng để cưỡi đi quẩy thì cũng hơi buồn. Đây, đi sâu hơn coi. 5 minutes later. Sau khi đi dài vòng thì mình vẫn quyết định quay trở lại để đọ sức với thanh niên đó một lần nữa. Không thể nào chấp nhận được một pháp sư rồng mà lại sợ một thanh niên mà pháp sư lửa sao? Vô lý. Ừ, hay là bây giờ mình dụ pháp sư lửa là chỗ thanh niên khổng lồ nhờ cho thanh niên khổng lồ ăn thịt. Hợp lý. Ai quyên 500? Qua đây anh ơi, thằng này đang hiếp em nè anh ơi. Chơi nó anh. Thằng này như nãy nó mới nói xấu nè. Đi qua đây em chỉ cho. Qua đây. Bên đây. Bên đây nè. Đúng rồi, thanh niên đây nè. Rồi, công việc còn lại anh tự xử đi. Rồi, để coi. Ơ kìa. Phải. Ừ đúng rồi, ăn thịt đi. Thành công rồi. Yes. Các bạn thấy như thế nào? Tuy mình không mạnh nhưng mà mình sử dụng được cái kỹ năng đó chính là mượn dao giết người, lượm gao gấp thịt. Lượm cục kẹo thanh niên đó liền.
Ồ, có kim cương rớt ra luôn. Đã vậy. Kỹ thuật lùm gao gấp thịt này của mình khá là hiệu quả ha. Lượm về một viên kim cương và một chìa khóa. Rồi. Rồi, ở đây có cái hang luôn hay sao nè. Ồ, có cái hang luôn. Wow. Được thế. Vô hang luôn. Ủa, hang nhiều zombie thế. Hang gì đâu quá trời zombie luôn á. Để mình tiêu diệt bớt cái đã. Có vẻ là mình farm zombie rất là dễ rơi ra những quyển sách phép mới á. Nè, thêm một phép mới nữa nè. Tốt, tốt. Nói chung có phép mới thì mình cứ tranh thủ mình lượm thôi. Giờ thì hy vọng là cái hang này sẽ dẫn xuống thật là sâu để mình có thể tìm thấy kim cương thêm và làm ra một cái cây cúp kim cương ha. Mục tiêu của mình ngày hôm nay chỉ tới vậy là quá là tuyệt vời rồi. Ồ, đá vậy còn gặp lòng sản sinh quái vật nữa. Mắt kiến luôn nè. Ui, táo vàng luôn. Đồ xịn không à. Một cái quyển sách mới. Hợp lý thiệt, hợp lý thiệt. Rồi sơ sơ. Ồ, có thêm một cái quần của pháp sư mới nữa nè. Tốt đấy. Quá đã luôn. Như vậy một xíu. Bây giờ mình học được luôn nè. Không cần phải đợi đâu. Mình sẽ cho gậy phép của mình vô, cũng như là cho cái quyển sách mới tìm được vào ha. Để coi phép mới này là phép gì. Test luôn cho nóng. Rồi đi. Test thử nha. Phép mới, phép mới. Phép mới xài chưa được. Có vẻ phép mới phải xài chứ. On your armor phone up. Ui, cái đồ mình đâu rồi? Oh no. Mình dùng cái phép này xong mình gớt hết đồ luôn này. Ghê hả? Trời, phép gì mà cởi đồ mình ra trần như nhộng vậy. Rồi xong luôn, làm phép xong bị đói bụng luôn. Cái này chắc phải tìm tìm quái vật để test á. Chứ mình test khơi khơi gì mà hồi là tẩu quái nhập ma chết luôn ấy. Ú, được rồi nè. Mình đã sử dụng thành công rồi. Đây là phép hồi phục. Wow. Giống như cái tên, mình nghĩ cái phép này sẽ giúp mình hồi lại một lượng máu đã mất á. Hay nha, hợp lý nha. Một số tình huống mà nguy cấp thì mình sẽ dùng tới cái phép hồi máu liền. Còn giờ thì đi khám phá cái hang tiếp thôi. Mà sao cái hang này nó lằn xà là quằn một hồi nó cũng trở trở lên trên à, nó không có dẫn xuống dưới lòng đất. Hang nó kiểu bị thấp á. Này. Trời ơi, cái hang dởm yêu à. Tổng kết sau một ngày phiêu bạt giang hồ trong thế giới phép thuật. Mình chỉ tìm được một cái chỗ tạm ổn thôi. Để mình núp tạm ở đây á. Mà đã vậy, gần mình còn có giang hồ cao to khổng lồ nữa cơ. Rất là ghê luôn á. Nhưng mà nhờ thanh niên đó thì mình mới lườm gao gấp thịt, hạ gục được một cái tên pháp sư lửa ở cái căn cứ đối diện ha. Hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm được một chỗ thích hợp hơn. Tại vì cái chỗ này mình thấy nó không ổn tí nào cả. Thật sự luôn. Mình vẫn còn cái khối xây nhà nè, nên mình có thể xây được ngôi nhà mới trong thời gian sắp tới nhanh thôi. Còn bây giờ chắc mình sẽ ngủ để cho nó qua ngày mới cái đã. Nói chung khởi đầu như vậy là quá là thuận lợi rồi. Và mong rằng mình sẽ sớm có được đồ để ấp ra cái trứng rồng mì ha, để có được một em rồng và cưỡi để đi khám phá cho nó dễ. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên trong thế giới phép thuật. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp. Bye bye.